gõ theo lúc buổi sáng đó. Dạ em thì thấy vậy cũng được rồi thầy. À, Chỉ có cái là database relation thì em nghĩ là data example thì được, còn biết nhiều khi dù data khác khác chút xíu không biết vô nó có hay lỗi bình thường thì thì cái đó khéo, đúng rồi, thì cái đó khéo hay không á là do cái lúc em viết cái script của em á, em phải nói với người ta là cái input format nó phải là cái gì, em hiểu đó. Ví dụ như người ta nhập vào nó sai thì em phải báo ra cái này nó không đúng format, cái format của tôi muốn là ba cột ví dụ vậy, hoặc bốn cột hay là gì đó, tùy theo cái data visualization em muốn là cái gì, đúng không em? Thì lúc đó nếu mà tôi nhập cái input sai thì tôi vẽ không được, đúng không? Cái chuyện đó thì hiển nhiên rồi. Bởi vậy là em khéo hay không là em viết document cho cái script của em á, em phải nói với người ta là cái input nhập vào là cái gì. Với lại em phải viết thêm một cái hàm kiểm tra cái input nhập vào của người ta nữa. Được không em? nhưng À. Ừ. Rồi. dạ ổn quá này, nếu mà được được cho thêm giúp thêm cái hàm chắc thì ok. Đúng rồi, em cái đó là em phải tự viết chứ. Đúng không? À. Rồi. Giờ tôi nói lại một lần nữa, tại vì ở đây mới thu lại ha, để em cho bạn Nhường biết là mình học là 4:30 ha, thứ hai cái môn data visualization này bắt đầu là bữa nay là 10 tháng 1 và kết thúc là 14 tháng 4 ha. Thì ở đây cái final project á, final exam nó chính là cái project của mình làm á, là mình sẽ chọn cái list của cái bài mà tôi sẽ đưa cái list sau ha. Một lát ở đây mọi người sẽ dành thời gian ra khoảng chừng 30 phút nữa ha. Tất cả mọi người ở đây đều phải chọn hết để làm ha. Ngoài cái việc là mình trình bày cái core project này ra, mình còn phải có cái script kèm theo ha. Cái script thì hồi nãy mới vừa nói đúng không? Có nghĩa là mình phải có một cái viết một cái hàm kiểm tra cái data input nhập vào. Nếu mà nó đúng như cái format của mình á thì mình chạy tiếp những cái lệnh phía sau để vẽ. Còn nếu mà nó cái data input nhập vào mà nó không đúng á thì mình báo với người ta là cái input nhập vào không có đúng, tôi muốn có input là có ba cột và mỗi cột nó là gì, là gì, đúng không? Nó là số, nó là chữ, nó là gì đó ha. Đó thì cái đó là mình phải biết trước, mình phải debug trước ha, để cho người ta nhập đúng đó. Thì mình viết càng khéo thì điểm của mình càng cao, đúng không? Đó còn mình không không có dự đoán trước được là tay mình giống như là viết một cái script, một cái software, nó giống như là làm một cái gọi là sao ta, một cái chương trình, đúng không? Một cái chương trình đó thì nó khéo hay không là do mình tự tổ chức thôi ha. Rồi như vậy là đã ổn về cái organization của cái cột này rồi đúng không ha. Cái layout của cái cột mình là như vậy. Thì để học thì phải có sách đúng không? Đó thì đây thì ở đây thật chất là có rất nhiều sách mọi người đó, nhưng mà hồi xưa tôi học cuốn sách nào thì tôi đã đọc rồi thì tôi mới dám để vào trong đây ha. Chứ tôi không có đọc mấy cuốn sách mới, tại vì nó thường á, thì tôi Google á, ở trên Google á, nó ra mới liên tục á, tôi Google thôi chứ tôi không có đọc mấy cuốn sách mà update mới bây giờ. Thì cuốn sách này ra bây giờ, nó ra cái cuốn sách GG Part 2 này nè, là nó ra được cái version số 3 rồi đó mọi người, cái third edition này đó. Nhưng mà hồi xưa đó là tôi chỉ đọc cái cuốn mà second edition thôi ha. Thì đây có cái đường link rồi, thì cuốn sách này á là nó nằm ở trên chợ, nó có sẵn luôn mọi người đó. Mọi người lên trên trang web nó có sẵn luôn, không cần phải mua, không cần phải gì hết. Nếu mà ai muốn đọc giấy á, tôi rất thích đọc sách giấy, bởi vậy là tôi đôi khi tôi cũng mua mấy cuốn sách giấy ha, tôi thích đọc sách giấy hơn đó. Rồi cái cuốn này á, thì là nó cái cuốn mà third edition bây giờ á là nó mới ra năm ngoái thôi đó. Đó còn cái cuốn này á, thì lâu lắm rồi mọi người. Cái cuốn chính giữa này nè, Handbook of Data Visualization, là cuốn này hồi năm 2008 rồi à, rất là lâu rồi đó. Nhưng mà tới bây giờ tôi vẫn thích, rất thích cái cuốn này. Nó không có đẹp nhưng mà nó giúp cho mình hiểu data của mình ha. Đó còn cái cuốn này á, thì nó phổ quát hơn và nó bây giờ nó có cái update, bản update của nó đẹp hơn đó ha. Nhưng mà tôi không có mua cái bản update của nó ha, tôi chỉ có cuốn này thôi. Thì tôi sẽ gỡ PDF cho mọi người hai cái cuốn này ha, gỡ PDF cho mọi người hai cái cuốn này. Còn cái cuốn này á, thì nó có sẵn ở trên trang web luôn ha. Đó thì tới tần tật mình sẽ bám theo hai cái cuốn này là chính nè. Cái cuốn này nó cũng có một số chỗ ha. Sorry, mình bám theo hai ba nói chung ba ba cuốn này nó có
nó có xen kẽ lẫn nhau á ha. Đó rồi thì nguyên cái cột này mình học cái gì đúng không, đó data visualization nó rộng lắm mọi người, bởi vì mình học cái gì thì bữa nay tôi làm cái phần cái bài này là introduction to data visualization đúng không. Đó thì để mà làm được cái data visualization như vậy á, thì nó có thực chất ra người ta tổng kết nó có 7 bước ha, không phải 7 bước mà nó có 7 cái giai đoạn ha, của một cái data visualization. Thì bữa cái bài cái tuần tới tôi sẽ nói là 7 cái giai đoạn đó là cái gì ha, và tôi sẽ nói tiếp là cái data format đó, nó thay đổi qua lại như thế nào đúng không, trong 7 bước đó. Đó nghĩa là 7 bước đó là bước nào mà mình phải, ví dụ như là cái data của mình nó không phải lúc nào nó cũng là dạng dài đúng không, dạng TSV, nó có khi nó là dạng binary nữa, DH DH file ví dụ như vậy đúng không, thì mình phải chuyển cái binary thành cái file TSV hoặc là CSV, cái dạng nào mình đọc được bằng mắt đó đúng không. Đó hoặc là nó dưới dạng là database đúng không mọi người, chẳng hạn như là MySQL ví dụ như vậy đúng không, mình có thể lấy connect cái error của mình vào trong trong cái MySQL, hoặc là cái non MySQL đúng không, như là MongoDB ví dụ như vậy đó. Thì thường thì bây giờ là nếu mà người ta lập trình một cái dashboard thì người ta lấy data đó trong một cái database ha, chứ không phải nó trong một cái dạng cái TSV file ha. Đó thì bữa sau mình sẽ học cái cách convert đúng không, cái dạng format và convert qua lại như thế nào, cũng giống như là cái output của mình nữa. Ví dụ như mình tạo ra một cái hình đó nó có dạng là PDF đúng không, cái hình đó có dạng là SVG đúng không, hoặc là cái hình ở trong HE có dạng là SWI ví dụ như vậy đúng không, nó có nhiều định dạng khác nhau, thì làm sao mình có thể convert những cái định dạng đó qua lại với nhau đúng không. Đó thì cái bài số 2 mình sẽ học về cái vấn đề đó. Rồi xong á, cái bài số 3 mình sẽ học về cái là làm sao để mình thiết kế được một cái hình đúng không, một cái plot, một cái figure nó rõ ràng đúng không, nó minh bạch để nó diễn đạt được cái nội dung của mình muốn truyền tải cho người ta ha. Đó và xong sau đó rồi một cái hình của mình á, mình còn bỏ nó vào trong một cái panel nữa, có nghĩa là một cái panel của mình nó giống như là một cái tấm ảnh to vậy, nó sẽ chứa nhiều cái plot ở trong trọng đúng không, thì mình phải chuẩn bị cái phông, cái màu như thế nào đúng không, đó cho người ta thấy nó logic là cái thứ nhất, rồi thấy nó hòa hợp ha. Tại vì sao, có khi mình chọn phông nhỏ quá trong cái hình, mà một cái hình á, một cái plot á, đó một cái plot nó nhỏ quá đúng không, đó thì mình không có cái phông á, nó nhỏ quá khi mình bỏ vào trong cái panel. Mới ban đầu á, cái phông nó nhìn đẹp, nhưng mà xong khi bỏ vào panel, ví dụ cái panel có bốn hình đúng không, có bốn cái plot, thì cái phông mình nó bị giảm đi hết 1/4 rồi đúng không. Đó bởi vậy là mình phải làm sao chọn cái phông, cái màu nó, cái màu ở đây có nhiều người mọi người, tại vì mình làm đây mình khoa học thì mình vẽ hình ra mình submit lên trên cái những cái journal á, mà có reviewer, mà reviewer á, nam á, bị mù màu á, rất là nhiều đó. Bởi vậy mình phải biết chọn màu đúng không, mình chọn màu làm sao đó mà những người mà thí dụ bị mù màu cũng không có bị không cũng nhìn thấy được đúng không. Thí dụ như người ta bị mù màu xanh thì mình tránh màu xanh đi đúng không, thí dụ như người ta mù màu tím mình tránh đi đúng không. Đó mình chọn cái màu nào đó nó cho phù hợp để tránh, thí dụ như xui xẻo gặp cái ông reviewer mình nói cái đó là cái màu xanh lá cây đó, nó phân biệt với lại cái màu vàng của mình đúng không. Đó nhưng mà ổng nhìn không ra cái màu xanh lá cây đó vậy đó, cái màu xanh lá cây nó trở thành một cái màu sô cô la đó, đó với người mù màu đó. Thì hai cái màu, thí dụ như mình giữa cái màu xanh lá cây với lại mình phân biệt với màu sô cô la thì chết rồi đúng không. Đó bởi vậy là mình phải hiểu, mình chọn cách tô màu cho nó phù hợp đó. Rồi thì thông qua cái việc design này mình còn thấy được thêm nữa là cái cách mà mình bỏ nó vô trong một cái grid theo thứ tự để mình thấy nó logic đúng không. Đó mọi người cũng biết là giống như là cái ô bàn cờ tướng vậy đó ha, nó có ô nhảy, thì làm sao mình bỏ cái plot của mình vô trong cái ô, bốn cái ô đó, nếu mà cần bốn có bốn cái hình đúng không, mình bỏ vô trong bốn cái ô đó cho nó phù hợp đúng không. Đó thì cái việc đó là cái việc thiết kế nó quan trọng đó mọi người ha, chứ không phải là mình cứ tưởng là thôi bỏ làm sao cũng được, không có, nó phải logic thì người ta nhìn mới hiểu được
À, rồi. Xong rồi mình còn muốn tìm hiểu thêm giống như là cái sự chính xác của cái việc vẽ cái hình của mình nữa ha. Đó, mình còn phải phải hiểu thêm về cái đó, thì tôi sẽ so sánh một cái số hình ha, để cho mình thấy được là hình nào nó sẽ cho thông tin chính xác hơn hình nào, đúng không? Và hình nào thì nó cho nhiều thông tin hơn hình nào, đúng không? Đó, thì mình sẽ so sánh những việc đó ha. Xong rồi mình sẽ học rất là nhiều loại cái plot mà cho toán, đúng không? Ví dụ như là plot hàm đa thất bậc 2, bậc 3, bậc 4, ví dụ như vậy, đúng không? Hoặc là mình vẽ hàm cosine, ví dụ như vậy, đúng không? Đó, mình có nhiều cái toán học cần biểu diễn ha. Xong rồi mình cũng là vẽ rất nhiều cái plot, cái hình cho cái statistics và cho cái thống kê ha. Và do mình học cái machine learning á, trong cái buổi thứ tư á, bởi vậy là mình sẽ có rất nhiều plot học cái môn này để giúp cho mình hiểu rõ ha, giúp cho mình hiểu rõ cái machine learning á. Bởi vậy là mình sẽ học rất nhiều plot cho cái machine learning. Xong xuôi rồi có map plot, đúng không? Có nghĩa là mình muốn vẽ bản đồ Việt Nam, đúng không? Đó, thì ở đây có cái package sẵn để mình vẽ bản đồ Việt Nam, và mình muốn thí dụ chia theo tỉnh nào nhiễm COVID nhiều, thí dụ màu đỏ, và tỉnh nào ít thì màu xanh, thí dụ vậy đó. Thì ở trong đây mình cũng học về cái đó ha, và còn có cái package ở trong R nó giúp cho mình vẽ cái đó luôn ha. Rồi đây mình cũng vẽ về time series nữa, đúng không? Thí dụ như là theo thời gian thì cái số case của thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội hay là một tỉnh nào đó tăng hay là giảm, ví dụ như là theo thời gian ha. Ví dụ như là tăng số case nhưng mà số người chết do nhiễm COVID á, thì nó giảm, ví dụ như vậy đó ha. Thì mình cũng vẽ theo cái time series được ha. Rồi vẽ về cái network ha, ví dụ như là cái social network của mình gì đó. Ví dụ như trong cái lớp đây của mình có 40 người, đúng không? Có một số người đã là bạn của nhau, giống như chẳng hạn với lại Nghiêm, đúng không? Với lại Hiệp, ba người là có connect là bạn của nhau rồi trước khi vào cái lớp này, đúng không? Đó, thì tất tần tật mọi tụi mình ở đây cứ hai người sẽ có một cái connect với một cái người khác, ví dụ như không? Mình muốn biểu diễn cái network đó, đúng không? Thì mình cũng phải vẽ ra, đúng không? Đó, vẽ ra cho người ta thấy như thế nào, đúng không? Đó, rồi trong đây thì do là tụi tôi có làm cái project về cái pathology image, giống như nhuộm HE hay là nhuộm hóa mô miễn dịch, đúng không? Đó, bởi vậy là tụi tôi sẽ đi 3 4 bài liên quan tới về những cái hình ảnh của nhuộm HE ha. Rồi xong xuôi rồi á, để mà đôi khi mình vẽ cái hình đã đẹp rồi với ggplot nhưng mà mình bỏ vô trong cái panel á, hình á, đó thì một số cái phông á, mình muốn chỉnh cho nó bự lại, nhỏ lại ra làm sao đó, đúng không? Với lại chỉnh cho cái phông nó đều nhau nữa đó. Thì mình sử dụng ở đây á, do tôi sử dụng Ubuntu thì tôi không có tiền để mua cái không biết cái phần mềm ở bên kia nó gọi Illustrator đó, cái phần mềm nó phải tốn tiền mới được. Còn cái Inkscape này thì nó y hệt như Illustrator thôi ha, nhưng mà nó không tốn tiền. Thì mình cũng có bài học để mình chỉnh đó, làm sao để mình nhập được cái hình ở bên ggplot đó, mình vẽ xong mình nhập nó qua trên cái Inkscape, thì bên cái Inkscape nó sẽ mình sẽ giúp cho mình chỉnh chỉnh tinh ha, chỉnh rất là tinh tế cái hình của mình lại, đúng không? Mình sắp xếp cái panel theo cái ý muốn của mình nó logic hơn đó. Thì mình cũng học cái Inkscape này ha. Thì đây là những cái nội dung chính mà mình sẽ học ha, thì nó rất là đa dạng, rất là nhiều ha mọi người ha. Mà tại vì sao là tôi bỏ vô nhiều như vậy, tại vì hầu như những người đã học với tôi á thì đã học những cái plot cơ bản rồi đó. Ở đây tất tật mọi người học với tôi hết trơn rồi, đúng không? Bởi vì là biết được là bên R cũng dạy plot rồi, đúng không? Bên Python là cũng Giang ở đây nè, cũng là hướng dẫn làm cái tutorial plot, dạy plot cho mọi người hết trơn rồi đó. Bởi vậy là nếu mà giờ tôi dạy lại mấy cái đó nữa thì mọi người cười tôi, đúng không? Bởi vậy là mình đi xa hơn một tí xíu ha, trong cái cột này mình đi xa hơn một tí xíu ha. Rồi thì để mà học vậy á, thì tôi quay lại cái basic plot của mình tí xíu ha. Thì đây mọi người thấy được là tôi liệt kê ra được 24 cái ha, không biết có sai sót gì không ha. Nếu mà có sai sót mọi người thông cảm, tôi ngồi tôi nhớ được bao nhiêu thì tôi liệt kê ra. Thì những cái mà tôi đã đi với mọi người, đúng không? Có một số cái tôi chưa có thì một lát tôi sẽ đi với mọi người ha, giới thiệu lại. Thì mọi người biết bar rồi, pie rồi, water water plot này thì chưa, đúng không? Một lát tôi sẽ giới thiệu. Rồi bar chart rồi, pie chart rồi, box plot nè, histogram rồi, density rồi, violin,
À, học hết rồi, đúng không? Rồi mấy cái variant của những cái plot này, đúng không? Giống như cloud, đồ này kia thì chưa, ha? Đó. Nhưng mà thực chất là có một số bạn cũng biết cái này rồi, ha? Rồi parallel plot với lại những cái variant của cái parallel plot này, ha? Giống như là alluvial, ví dụ vậy, đúng không? Những cái plot đó. Rồi heat map nè, dendrogram nè, vandogram nè, rồi offset plot nè, forest plot nè, survival plot nè, đúng không? Volcano plot nè, MA plot nè, scatter plot nè, dot plot nè. Đó rồi cái scatter plot cộng với lại những cái variant của nó nữa ha. Có nghĩa là một cái scatter plot thì mình có thể chồng cái histogram vô trong đó, hoặc là chồng cái box plot vô trong đó, hoặc là chồng cái violin vô trong đó ha. Rồi cái time series plot, sorry mọi người, tôi biết sai chính tả. Rồi. Rồi cái spatial, cái map location plot này thì chưa ha, mình cái này là cái mới nè, mình sẽ học nè. Rồi cái hexambin, cái hexambin plot, cái contour plot thì chưa ha, trong bài này mình sẽ học đó. Rồi cái rocker, cái plot của rocker nè. Rồi cái mean square error nè, cái này tụi mình cũng chưa nè. Hai cái này thì nó cho machine learning nè, mình cũng chưa học. Rồi cái search cost plot mình cũng chưa học nè, cái hexambin plot mình chưa nè, một số cái mass plot mình cũng chưa nè, cái radar plot mình cũng chưa ha. Tôi biết được là 24 cái plot này nó chưa là gì hết mọi người, nó còn nhiều nữa, nhưng mà tôi nhớ cái chỗ nào tôi liệt kê ra chỗ đó ha, chứ thật chất là nó còn nhiều cái plot khác nhau nữa ha. Bây giờ tôi đi qua một số cái plot tôi giới thiệu lại cho mọi người ha. Ở đây nếu mà ai với mà tôi giới thiệu phía xa quá, nếu mà thấy chưa có biết hay là gì đó thì nói lên, để chi, để mà mình giải thích thêm ha. Còn nếu mà biết rồi thì mình đi cho nó nhanh ha. Rồi ở đây là cái pie chart thì mọi người thấy rồi đúng không, vẽ rồi, tôi vẽ ra rồi đúng không, biết rồi. Rồi xong xuôi ở đây là cái đó, cái điểm đúng không, đó theo thời gian treatment ở đây, với lại cái một cái value gì đó theo thời gian ha. Rồi cái waterfall là cái plot này nè mọi người, cái plot này là waterfall ha. Waterfall là y như là cái ba plot này vậy đó, y như cái ba plot nè, cái này với cái này nó giống nhau nè, nó cũng là ba plot nhưng mà nó có chia theo âm dương ha, thì gọi là cái waterfall, được không mọi người, nhớ ha. Đó nghe cái tên nó lạ chứ thực chất ra làm cái này mình cũng biết rồi. Mà cái waterfall này mình có thể có 3D được, đúng không? Đó, vẽ không gian 3 chiều. Ha, rồi. Như vậy là theo thời gian nè, đúng không? Cái này là theo thời gian nè, vẽ theo thời gian. Đó, một cái tumor size á, nó tăng lên thế nào, nó giảm thế nào theo thời gian. Đúng không? Thí dụ như mình treatment, mình sử dụng thuốc, đúng không? Mình treatment thuốc ABCD gì đó, treatment với lại cái tế bào ung thư, thì mình đo theo thời gian coi là tế bào ung thư nó tăng hay giảm, đúng không? Thì đây là có là pie nè, bar nè, waterfall nè, time plot nè, ha. Rồi. Xong rồi đây là cái radar plot ha. Thì cái radar plot này thực chất ra là mình có thể vẽ một chiều được thì nó y như là cái ba plot vậy đó. Nhưng mà có một cái là cái ba plot đó của mình ở đây á, thì nếu mà nhiều quá thì cái chữ của mình cái phông nó nhỏ, đúng không? Mình cho nó cái vòng tròn. Đó, thí dụ như đây là cái biology á, cái phần trăm mà sinh viên mà điểm cao, thí dụ như trên 8 điểm á, thì ở đây nó chỉ có 8% thôi, đúng không? Đó thì cái này y như cái ba plot thôi, nhưng mà do cái này mình có nhiều cái mình muốn nó cho nhiều thông tin đó, nhiều cột á, thì vẽ cái radar plot này, chứ thật chất ra nó cũng giống như ba plot thì không khác gì hết ha. Rồi xong rồi ở đây mình có cái forest plot nè ha. Forest plot ở đây nó không phải là cái forest này, nó không phải trong cái random forest đâu nha mọi người, cái random forest plot nó là một cái khác nữa ha. Cái forest plot này là nó là cái plot này nè. Thí dụ như mình có cái odd ratio ha. Đó, thí dụ như cái odd ratio này là 1.3 đúng không? Và mình có cái confidence interval của nó là từ 0.5 cho tới 26 ha. Thì nó vẽ cho mình cái odd ratio ở đây là 1.3 ở đây ha. Và cái chỗ này là cái chạy của nó nè, là cái confidence interval của nó nè ha. Đó, thì đây là cái forest plot ha. Tôi nói ra vậy, tôi giới thiệu đây để cho mọi người biết đó, mốt người ta nói cái tên đó cái mình hình dung ra được cái gì ha. Đó thì thật chất ra là nó cũng giống như box plot gì đó mọi người,
không phải nó giống như box plot, nó không đủ thông tin như box plot, nó giống như là cái bar plot nhưng mà mình có số sai số ha. Đó, cái sai số là cái confidence interval của mình nè, nó hai bên đó vậy đó. Rồi cái magic plot này thường á, mình có ví dụ data của mình đây, mình có là cái chiều dài của cái bông đúng không, đó chiều dài của cái nhị hoa đóa hoa gì đó ha. Đó thì đây mình có chiều dài của nó và chiều rộng của nó, ví dụ vậy đó. Thì mình có bốn biến đúng không, mà bây giờ mình có bốn biến đó là thành một cái ma trận đúng không, là một cái data frame có bốn cột đúng không. Đó và mình đo, ví dụ như mình đo 100 bông đúng không, có cả thảy là bốn cột ví dụ vậy đó. Thì mình vẽ vẽ cái matrix thì mình bỏ vô trong cái matrix này, nó sẽ vẽ cho mình ra là cái distribution đúng không, và cái correlation giữa hai cái biến nữa. Đó, thí dụ như đây là cái chiều dài với lại cái độ rộng á, là nó anti correlation, là mọi người thấy không, nó âm nè đúng không, trong khi đó cái chiều dài của cái sequential với cái pencil á, nó là correlation rất là cao, 0.87 nè, thấy không, 0.87 nè, chiều dài, chiều dài với chiều dài thì nó correlation, nhưng mà cái đó là giữa hai cái symbol với lại cái pencil ha. Còn cái chiều rộng á, đó thì nó anti correlation ha. Đó thì đây là vẽ cái matrix ra để chi, để mình muốn coi thử cái data mình có cái gì đó, chỉ đơn giản giống vậy thôi ha. Rồi xong rồi á, là mình có học cái phần là dashboard nữa mọi người ha. Thì dashboard thường người ta làm cái dễ nhất là với lại cái table view này ha. Còn nếu không ở trong Ubuntu á, thì tôi thấy mọi người hay xài cái kit này ha. Đó thì cái dashboard là gì, là nó link với lại một cái database đúng không, nó sẽ vẽ cho mình theo thời gian, ví dụ vậy. Ví dụ như bữa nay là 22 tháng 3 đúng không, thì tôi có data từ đâu tới đâu đó, thì dashboard này nó sẽ, lúc mình bấm vô trong cái trang web hay là bấm vô cái shop này, nó sẽ hiện lên cho mình cái này đúng không. Ví dụ ngày mai mình bấm vào, nó sẽ tăng cái data này lên đó. Thì còn cái hình nó sẽ không thay đổi, không phải cái kiểu chart nó không thay đổi. Nó có thiết kế là ở trong đây cái này nó có bốn cái panel, có bốn cái plot trong một cái panel như vậy đó, thì nó sẽ hiện lên cho mình ha. Và nó cứ tăng theo thời gian cái số data point đó, ha. Đó thì cái này, cái dashboard rất là hữu ích. Ví dụ như bây giờ mình làm cái nhiễm COVID ví dụ vậy đúng không. Đó ở đây cái màu cam với lại cái màu xanh là nhiễm COVID với lại những người khỏi, hoặc là nhiễm COVID mà có chích vaccine hay không có chích vaccine ví dụ đúng không. Mình còn muốn coi cái phân bố của người như thế nào ở một tỉnh nào đó ví dụ vậy đó, thì cái dashboard mình không cần phải viết lại, mình cứ sử dụng cái đó hoài. Cái data mình chỉ thay đổi cái data thôi, còn cái script mình giữ nguyên như cũ đúng không. Thì này gọi là cái dashboard ha. Thì mình cũng có học một phần về cái này nữa ha. Đó rồi bây giờ thì mình học cái machine learning là hôm thứ tư mà đúng không. Đó bởi vậy là mình sẽ làm cái data visualization này cho hôm thứ tư. Nếu mình không visualize lên mình không thấy được ha, mình không thấy được nó làm sao không. Đó ví dụ như ở đây mọi người cũng coi thử là ở đây hồi nãy trên đó, cái data về cái chiều dài của symbol với lại pencil length ví dụ như vậy đúng không. Đó thì sử dụng cái support vector machine đúng không, tôi có thể phân ra làm hai nhóm đúng không, tôi phân ra làm hai nhóm đúng không, dựa trên cái length với là cái width của cái symbol này đúng không. Đó còn đây là cái length với cái width của hai cái khác nhau, cái pencil symbol ha. Thì tôi dùng bao nhiêu cái feature đúng không. Đó để tôi dùng cái SVM to predict, mà ở đây thì tôi vẽ một cái feature thôi. Thì mọi người thấy là nếu mà mình chỉ có một cái hyperplane thôi đúng không, đó là một cái đường thẳng như vậy nè, đó thì mình có thể phân biệt được là hai cái nhóm đúng không. Đó dựa trên cái symbol width với lại cái symbol length ha. Nhưng mà mọi người nhìn thấy không, cái decision á, cái đường mà phân cách á, cái này người ta gọi là decision boundary á, thì rõ ràng đây là một cái linear decision boundary nè đúng không. Nó là một cái đường thẳng, nó phân tách ra được hai cái nhóm này đúng không. Đó trong khi đó ở đây là cái decision này á, là nó giống như một cái decision tree vậy mọi người ha. Nó chia không gian này ra thành từng cái như vậy, thì cái này là cái decision boundary đúng không, cái đường biên giới á, mà nó quyết định giữa cái nào là
cái mà mình muốn dự đoán ha. Thì cái này bên đây là SVM, còn bên đây là SGB, có nghĩa là cái boosting, boosting nó dựa trên, cũng dựa trên decision tree ha. Đó thì mình phải visualize ra mình mới hiểu được tại sao nó phân biệt tốt và không tốt, đúng không? Chứ mình không không visualize mình không thấy được, đúng không? Đó, bởi vậy là cái học cái machine learning này rất cần cho cái việc visualization này ha. Rồi xong xuôi rồi mình học rocker, mình cũng vẽ rocker ra, đúng không? Giờ mình tính cái AUC, area under the curve nó như thế nào, đúng không? Đó, cái nào là tốt, cái nào không tốt, ví dụ như vậy ha. Rồi xong xuôi, ví dụ như ở đây mình vẽ cái RMSE, đúng không? Cái error của nó giữa, mình so sánh giữa hai cái grid regression, đúng không? Đó, mình so sánh hai cái phương pháp, hai cái regressor, mình thử coi cái nào nó tốt hơn. Thì mọi người thấy được là nếu mà ở đây á, cái parameter này nè, của cái chấm 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 này nè, đó, thì nó cho cái error nó thấp hơn, đúng không? Thì có vẻ như cái này nó tốt hơn, đúng không? Trong ba cái á, thì cái này là tốt nhất, là cái error nè, cái error này nè, cái parameter của cái A này nè, grid này, ngay chỗ này là thấp nhất thì nó cho kết quả tốt nhất, đúng không? Đó, thì mình phải hiểu, đó, thì sẵn học hai cái môn này, thực chất ra là mình phải hiểu cái này rồi xong mình vẽ thì mới được, đúng không? Đó, thì mình kết hợp hai môn này lại thành giống như là một môn vậy, giúp cho mình hiểu. Rồi, rồi, ví dụ như đây, mình học smoothing, đúng không? Mọi người thấy, ví dụ ở đây có cái peak là vậy nè, cái peak này nó là diễn tả một cái data gì đó, ha. Nhưng mà đôi khi á, ở đây nó có đỉnh, một đỉnh, hai đỉnh, đó. Nhưng mà cái đỉnh này á, nó cái đỉnh này nó không đúng, mình chỉ cần những cái đỉnh là maximum thôi, đúng không? Những cái đỉnh maximum, còn đây là có cái đỉnh, có hai đỉnh ở chỗ này nữa, chồng chéo đây cũng vậy, có hai đỉnh nó không đúng, đúng không? Cái data của mình nó bị noise đó gì đó, bởi vậy mình phải sử dụng cái phương pháp là smoothing, đúng không? Làm cho nó smooth là đó. Thì ở đây là trước khi smooth nè, đó, và sau khi smooth thì mọi người thấy cái đỉnh này rõ ràng không? Đỉnh này ngay chỗ này nè, đỉnh này ngay chỗ này nè, đúng không? Nó cho mình cái đỉnh rõ ràng hơn, đúng không? Thì visualization đó khi mình cũng phải smooth nó nữa ha, làm cho nó mượt mà lại ha. Rồi, thì đây là cái bài này á, là cái bài của Thịnh chọn đó ha, là cái B spline đó, đó, mấy cái spline đó, dùng hàm đa thức để mình smooth mấy cái này á, thì có một cái bài riêng cho cái này ha. Rồi, rồi mình có cái elimination plot nữa ha. Nếu mọi người chỉ nhìn tập trung ở bên đây nè, cái hình này nó diễn tả cái GDP của ba nước, đúng không? Nó diễn tả cái GDP của ba nước, đó là Trung Quốc nè, Ấn Độ và Mỹ. Cái đường cao này nè, đó là của Mỹ, đường màu đỏ là của Trung Quốc, đường màu xanh là của Ấn Độ. Đó, nếu mà mọi người quên cái hình phía bên tay phải đi, nếu mà mọi người nhìn vô trong cái hình này á, thì thấy được là cái thông tin nó cho mình á được, nhưng mà nó không gây ấn tượng. Đó, có nghĩa là cái GDP của Trung Quốc với lại Ấn Độ á, từ những năm mà khoảng 1990 á, đó, khởi những năm 1990, ví dụ 99 tới gần 2000 luôn đi, thì cái GDP của Trung Quốc với Ấn Độ nó như nhau mà mọi người. Đó, ha, nó như nhau à. Đó. Nhưng mà qua cỡ những năm 2010 á, thì mọi người thấy là cái đột phá của Trung Quốc nó dữ dội, đúng không? Mọi người thấy không? Đột phá của Trung Quốc nó dữ dội. Đó. Nhưng mà mình không có ấn tượng, mình không thấy ấn tượng cái sự đột phá đó, đúng không? Nhìn vô cái hình phía bên tay trái, đó là cái hình gần cuối cùng rồi đó. Ha. Còn bây giờ mọi người nhìn vô cái elimination của cái plot này phía bên tay phải, đó, thì mọi người thấy sao? Đột phá ghê gớm không? Đúng không? Đó, nó leo lên một cách dữ dội và nó hầu như là nó chuẩn bị gần bằng Mỹ luôn. Ha, cái GDP đó. Thì mọi người thấy là rất là rõ ràng, đúng không? Đó, bởi vậy là cái elimination của cái plot nó giúp cho mình gây cái impression, đúng không, cho người ta, đúng không, gây cái ấn tượng cho người ta rất rõ ràng. Đó, cái thì từ đó cái check her message của mình á, đúng không, từ cái plot đó nó cũng đưa cho người ta được cái thông tin là người ta muốn convey cái gì từ cái hình, đúng không? Đó, bởi vậy là mình làm cái elimination này, ở đây mình cũng có học luôn và mình học cách làm luôn ha. Đó, ở đây tôi chỉ cho một cái ví dụ cơ bản để mọi người thấy được là cái tầm quan trọng của cái việc là có cái elimination vào ha. Đó. Rồi, xong rồi mình cũng quay lại sinh học của mình tí xíu, đúng không? Đó, thì mình học survival plot, đúng không? Đôi khi có những cái hình survival nó phức tạp,
đúng không? Đó, mình muốn vẽ nó làm sao cho nó màu mè đẹp đẽ đúng không? Đó, thì sẵn tiện mình học luôn cái plot này ha. Tôi thấy là nó rất hữu ích, đó đặc biệt là đối với những người làm bên y thì cái này nó rất giúp ích được rất là nhiều ha. Rồi, xong rồi, ở đây tôi cũng giới thiệu một tí xíu về cách mà mình link view ha. Đó, cho cái việc là mình đưa cái thông tin ha. Ví dụ như trên là mình đã giới thiệu về cái học về cái map đúng không? Đó, cái hình vẽ về cái map biểu đồ đúng không? Bản đồ. Đó, ví dụ như bản đồ này bản đồ của Đức nè. Đúng không? Đó. Nhưng mà cái thông tin ở đây nó chưa có đủ. Ví dụ như bây giờ mọi người quên cái hình phía bên tay phải thì chỉ nhìn cái hình phía bên trái thôi. Thì đây là cái bản đồ của nước Đức, cái màu cái màu mà đậm á, màu màu xám đậm á, thì nó là cái tỷ lệ rừng ở đó cao ha. Còn cái màu xám lợt là tỷ lệ rừng ở đó nó thấp ha. Đó, cái phần trăm rừng nó chiếm trong cái bang đó nó thấp cái gì đó. Thì đây là cái bang là Bavarian, Bavaria có nghĩa là nó là một cái phần ở dưới Munich đó mọi người ha. Ở đây là cái bang đó, thì mọi người thấy không, ở đây là nhiều rừng nè, ở đây nhiều rừng nè, đây nhiều rừng đó, nhiều rừng, nhiều rừng. Còn vùng này ít rừng, nhưng mà nhiều thì nhiều bao nhiêu đúng không? Đó, nhiều là nhiều bao nhiêu mình đâu có biết được đúng không? Đó, tại vì nó heat map mà, đâu có cho mình thấy được đúng không? Bây giờ mình mới vẽ cái histogram đúng không, có cái histogram qua thì cái vùng nhiều á đó là thí dụ như ở đây nó có con số nhưng mà người ta tỉnh lược con số đi rồi đúng không? Mọi người biết histogram mà chụp x của nó là cho mình biết là nhiều bao nhiêu đúng không? Đó, cái maximum nó nằm ở chỗ này nè. Đó, thì cái link view là link cái màu đậm này nè, link với lại cái hình này bên đây đúng không? Đó, link link với lại cái màu đậm ở chỗ mấy cái chỗ đậm nè. Còn cái chỗ xám lợt này nó là cái vùng xám lợt đúng không? Đó, có nghĩa là sao, ở đây muốn nói được là đôi khi một cái hình đó nó không có diễn đạt được hết tất cả những cái nội dung mà mình muốn truyền tải đúng không, ở trong cái hình đó. Ví dụ như giờ vị trí địa lý thì cái hình histogram làm sao mà truyền tải được cái vị trí địa lý vào đúng không? Đó, còn cái còn còn cái hình nãy đây thì không có truyền tải được là cái nó nhiều là nhiều bao nhiêu đúng không, nó có cái frequency bao nhiêu cũng không biết đúng không? Ở cái trục x là cho mình biết là nhiều bao nhiêu, còn trục y nó cho mình biết là có bao nhiêu phần trăm nhiều đúng không? Đó, thì cả hai hình này hợp lại thì sẽ cho mình được đầy đủ những thông tin mà mình muốn đúng không? Đó, thì ở đây cái link view này á, nó là ví dụ như tôi với Tâm làm cái project đó thì bữa sau khi nào mà tới phần của Tâm báo cáo thì Tâm cũng cho mọi người thấy được là có cái link view đúng không, giữa hai cái hình đúng không? Đó, link view giữa cái location của CB size nằm ở promoter hay nằm ở đâu đó, với cái dynamic relation nữa đúng không? Đó, cái link view, cái ví dụ kèm vào hai ba thứ đó ha. Một cái là về vị trí địa lý, còn một cái là về cái dynamic relation và cái tỷ lệ là bao nhiêu, cái box plot kèm theo nữa ha. Đó, thì thường bây giờ hầu như là những cái bài báo khoa học á, nó không có đơn thuần chỉ có một hình nữa đúng không, mà nó cộng dồn hai ba hình lại với nhau ha, nó link view lại với nhau. Rồi, ở đây là một cái ví dụ khác nữa về cái link view nữa ha. Ví dụ như đây tôi vẽ về cái thu nhập đúng không, của cái cầu thủ mà chơi cái bóng chày. Ở Việt Nam mình không có cái môn này ha. Đó, rồi thì mọi người thấy là cái thu nhập mà màu đỏ là cái thu nhập rất là cao ha, còn cái thu nhập màu xanh là cái thu nhập thấp đúng không? Cầu thủ bóng chày thì nó cũng chia làm hai cái đúng không, người có thu nhập cao và người có thu nhập thấp. Đó, và ở đây người ta vẽ cái phân bố đó thì thu nhập cao cũng khá là nhiều so với thu nhập thấp đó, đúng không? Nhưng mà cộng dồn lại thì đây cái frequency thu nhập chắc phải rất là cao đúng không? Đó, so với cái này cộng dồn lại thì chỉ không bằng cái thu nhập thấp này ha. Đó, nhưng mà cái range á, của cái này á, thì nó khá là cái range nó khá là rộng ha. Đó rồi, nhưng mà bây giờ á, mình muốn giải thích tại sao đúng không, những người mà này lại có thu nhập thấp mà những người này lại có thu nhập thật cao. Bây giờ mình mới vẽ ra thử coi là những cái kỹ năng đúng không, những cái kỹ năng của cái nhóm thu nhập cao với thu nhập thấp á, nó khác nhau làm sao ha. Có là cái batting average, có nghĩa là đánh trúng trái banh đó bao nhiêu lần đó
ha. Đó on base là bao nhiêu percent, đó home run là bao nhiêu. Ở đây mọi người không biết cái luật chơi đó thì khó mà hiểu được. Nói chung ở đây là cái kỹ năng, cái kỹ năng thì cái trục này á, càng cao, ví dụ như cái kỹ năng là kỹ năng đánh cái bóng, còn kỹ năng là kỹ năng chạy đúng không, và kỹ năng này kỹ năng chạy về, ví dụ vậy đó, thì cái kỹ năng càng cao thì người ta có thu nhập càng cao đúng không. Như vậy là cái hình link view này ở bên phía bên phải nó giúp cho mình giải thích cái hình tại sao có cái phân bố như vậy. Tại vì rõ ràng những người có thu nhập cao là những người màu đỏ đây nè, nó có cái kỹ năng cao hơn những người có màu xanh đúng không. Đó trong cái hình này nó muốn diễn đạt cái ý như vậy. Dĩ nhiên không phải ai cũng 100%, ở đây có một số đứa nó màu xanh nó cũng nằm ở trên chỗ này nè, nhưng mà nó hiếm thôi, còn màu xanh thì hầu như là ở dưới đúng không, so với lại cái màu đỏ trên đây được không. Cái link view nó giúp cho mình giải thích, ví dụ như bên đây nó mô tả một cái hiện tượng gì đó ra đúng không, và cái hình ở bên trái là mô tả hiện tượng đó, và bên phải là nó giúp cho mình giải thích cái hiện tượng đó được không ha. Ở đây cái link view cho cái visualization nó quan trọng lắm mọi người ha, tại vì không thể nào một hình mà nó truyền tải hết được cái nội dung mình muốn bỏ vào đó, bởi vì mình phải cần giúp sức đúng không, mình phải cần giúp sức một cái hình khác, có thể là một hình khác, có thể là hai hình nữa, ba hình nữa đúng không. Đó thì càng bỏ vào nhiều hình thì nó càng rối, nó khó mà giải thích được đúng không. Đó bởi vì lý do tại sao mà trong một cái hình khoa học bây giờ đó, nó không phải là single plot nữa đúng không, mà nó là multiple plot đúng không, để nó cái này nó giải thích cái kia ha. Rồi cái này là bên đây là cái histogram đúng không, còn bên đây là cái parallel plot đó mọi người ha. Cái này là song 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 đúng không, mỗi một cái đường này là một người đúng không, và ở đây là mỗi cái đặc tính là mỗi cái cột ha. Cái này người ta gọi là parallel plot ha. Rồi rồi bây giờ mình học tới binning và contour plot ha. Cái này thì tôi với Thông thì có vẽ rồi đó, với lại Giang cũng có vẽ rồi ha. Ở đây thì mọi người ví dụ như đây mình muốn binning có nghĩa là có một số cái, ví dụ như đặc biệt là về dân số, ví dụ như giờ tôi vẽ dân số của tất cả các cái tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long đúng không. Đó thì mọi người sẽ thấy được là cái vùng Cần Thơ đó, hoặc là cái thành phố Mỹ Tho, những cái nào là thành phố thì cái dân số nó sẽ đậm đúng không, lên rất là nhiều. Trong khi đó những cái vùng khác á, vùng mà ít dân á, thưa dân thì nó sorry nó đậm màu, còn cái vùng mà có nhiều dân thì nó sáng màu lên đúng không. Đó thì mình có cái cách để mình làm, mình phải binning nó, mình bỏ nó vô trong mỗi cái hình này nó bin cho mình đúng không. Đó thì nó dựa trên cái số liệu đó mà nó tô cái màu cho mình đậm lợt khác nhau ha. Thì cái do cái bin này á, là nó là hexane bin, có nghĩa là nó cái hình lục giác đó mọi người ha. Đó bởi vậy là người ta gọi là hexane bin ha, chứ không phải chấm tròn. Thì trong đây nó có là bin không, hoặc là hexane bin, hoặc là cái density 2D nữa ha. Đó ở đây là cái density 2D nó có chấm 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 cho mình biết được là có cái điểm nào ở chỗ nào nữa ha. Vẽ lên cái hình này thì mình cần học cái này, vẽ contour này để mình để một lát đi xuống giới thiệu cái này luôn, là cho cái phương pháp gradient descent ha. Tại vì ở trong optimization mình học, optimization là tối ưu hóa cho cái machine learning á, thì mình phải biết được là cái parameter mình muốn estimate á, nó đang mình muốn tìm cái minimize nó đúng không, điểm nhỏ nhất hoặc là điểm lớn nhất đó. Thì người ta sử dụng á, gradient descent, tại vì không có mình không có closed form đúng không. Thí dụ như mình giải phương trình, thí dụ như là x bình phương đúng không, nếu mình lấy đạo hàm bậc hai của nó đúng không, thì mình ra 6 thì mình tìm được cái minimum maximum nó dễ dàng đúng không. Nếu mà cái đó có closed form mình sử dụng analytics mình có thể tìm được maximum với minimum, nhưng mà có những cái hàm á, mình không có tìm được đó, bởi vì mình phải sử dụng cái phương pháp gọi là gradient descent để mình tìm cái minimum maximum của nó. Ví dụ như đây á, là mình trượt, ví dụ như cái điểm của mình đây nè, mình cho cái điểm của mình trượt xuống dưới đây để mình tìm, thì chỗ này nó không có đi tới cái minimum. Ví dụ như bài toán này mình muốn tìm minimum đúng không, mình trượt theo cái hướng này thì không tìm được minimum đúng không. Còn nếu mà mình trượt xuống dưới đây đó thì xuống dưới đây nữa thì đây là minimum, ví dụ như vậy đó ha. Thì cái phương pháp này là cái phương pháp dò tìm đó cái minimum trong toán học ha. Đó
thì nó cái phương pháp Gradient Descent này nó là gọi là numerical methods ha, nó thuộc về cái phương pháp số chứ không phải phương pháp là phân tích ha. Đó, ví dụ như trong cái hình này thì mọi người cũng thấy là nó là cái hình nón lá giống như là cái hình hyperbol mà 3D của nó đúng không, thì đây là cái minimum nè đúng không, đó. Và ở đây thì vẽ contour để mình cũng biết được cái minimum nó nằm ở đâu ha. Nếu mà 2D thì nó là contour, 3D thì nó thành những cái hình giống như vậy ha. Thì cái hình này nó cũng khó nhìn đó mọi người, không có dễ nhìn đâu, vẽ như vậy thì dễ nhìn hơn ha, vẽ cái 3D thì dễ nhìn hơn. Rồi xong rồi, mình cũng giới thiệu qua cái dot plot với lại cái chip dot plot đúng không, dot plot là nó cũng vẽ histogram, vẽ cái dot plot ra này, này là gồm một những cái dot đúng không, đó vẽ này là chip plot đó gì đó. Thì cái chip dot plot này á, đôi khi mình muốn vẽ nó cho nó chồng lên trên cái box plot của mình á, để mình thấy mấy cái điểm của nó, hoặc là cái dot plot này nè mình cũng muốn chồng nó lên ha để mình thấy đó. Rồi xong rồi, bây giờ mình cũng giới thiệu cái volcano plot với lại cái MA plot hay là cái Plan-Altman plot này ha. Cái Plan-Altman plot này hay là cái MA plot này thường người ta so sánh hai cái thí nghiệm đó, muốn so sánh hai cái thí nghiệm nó có giống nhau hay không thì người ta sử dụng cái này ở trong hóa học đó mọi người ha, ở trong hóa học đó. Thì hầu như là người ta ứng dụng cái volcano plot với lại cái MA plot này nè ở trong cái analysis ha. Thì cái volcano plot này tôi đã dạy rồi đúng không, đó. Ở đây chỉ có cái này đám hơn mới là cái MA plot này, nhưng mà thực chất ra mọi người á xoay cái hình này qua bên đây thì nó cũng giống như vậy thôi ha. Đó, nó cũng tìm được cái nào nó significant đó dựa trên cái này ha. Thì bữa sau á mình sẽ đi vô cụ thể so sánh hai cái plot này nó như thế nào ha. Rồi giờ mình cũng hồi nãy cũng có giới thiệu về cái SOCOS plot đúng không, đó. Ví dụ như đây tôi vẽ một cái genome của người nè ha, có 22 nhiễm sắc thể với lại hai nhiễm sắc thể giới tính nè, từ 1 cho tới 22 nhiễm sắc thể XTE. Thì bây giờ mình muốn visualize lên những cái SNP của mình nè, ví dụ như đúng không, hoặc là cái translocation nè, hoặc là cái interaction, cái 2C đúng không, cái nhiễm sắc thể nào nó tương tác với nhiễm sắc thể nào, hoặc là cái fusion gene đúng không, cái gene nào nó fusion qua cái gene nào đúng không? Đó, thì đây mình sử dụng cái SOCOS để mình visualize nó lên. Đó. Rồi, cái 3D plot thì nó là một cái chỉ muốn cho mọi người nãy giờ là hầu như là mình liệt kê qua tất cả các cái hình chỉ có 2D thôi. Có nghĩa là mình có hai biến thôi, đúng không? Nhưng mà đôi khi mình có ba biến, ví dụ vậy đó, thì mình phải làm sao? Đúng không? Đó. Ví dụ như là cái tỷ lệ mà gây tội đúng không, của những cái tội trạng khác nhau nè, giết người rồi này kia nè, hiếp dâm rồi này kia nè ha, thì ở những thành phố nào nó nhiều ít như thế nào đúng không, đó thì người ta dùng 3D để người ta visualize nó lên. Hoặc là cái hồi nãy cái contour plot đúng không, mình vẽ 3D thì mình cũng visualize nó lên ha. Thì ở đây thì mình cũng biết sơ qua đó để làm chi, để đôi khi mình cũng muốn coi thử coi nó như thế nào. Tôi biết được cái visualize này nó không có tốt mấy đâu ha, 3D đó, nhưng mà đôi khi mình cũng muốn có thử để mình kiểm tra lại cho nó yên tâm đúng không, thì cũng có cách để mình làm ha. Rồi xong cái phần cuối cùng nữa này là vẽ một cái cell đó. Thì thực chất ra là ở trong cái R package nó có sẵn, thì cái phần này là cho trường đúng không, tại trường thích vẽ vời, bởi vậy là tôi có làm thêm cái phần này, cái bucket trong R á, nó giúp cho mình vẽ sẵn nha luôn đúng không. Mình muốn có cái gì mình chỉ nói với nó là ừ tôi muốn có cái MT, có cái ti thể đúng không, rồi có cái bộ máy Golgi ví dụ vậy đúng không, đó. Hoặc là tôi có mấy cái tế bào chất nào nữa ví dụ vậy đúng không, đó. Thì tôi cứ add nó vào, nó sẽ vẽ cho mình đó ha. Ở đây mọi người thấy đó, có ba dạng chủ yếu như vậy đó. Thì cái này cũng là visualization đúng không, đó. Thì ai thích thì mình lại học thêm cái mới nữa ha. Rồi hồi nãy tôi cũng nói là cái Inkscape ha. Thì sau khi mà mình đó muốn chỉnh cái phông cho nó đều ở hai bên thí dụ vậy đó ha, thì mình muốn thêm dấu sao hay là gì đó, mình muốn chỉnh tinh lại cái hình của mình đúng không, thì mình có thể vào sử dụng cái Inkscape để mình giúp cho mình làm cái chuyện này cho cái publication của mình. Bản thân tôi á, mất nhiều thời gian để tôi chỉnh mấy cái hình này lắm mọi người. Hả? Bà giáo tôi bả sẽ không có thích ví dụ như là
cái nui này, thí dụ vậy đúng không, mà mình để chữ U đó, tại trong R đó, đánh nui vô thì nó mất thời gian nhiều lắm, tôi để chữ U, ví dụ bà không chịu, ví dụ vậy đúng không, đó thì mình chỉnh tinh bằng cách nào, mình vô trong đây mình chỉnh tinh nó lại đúng không, đó nó cho phép mình chỉnh đó, thì mình sẽ có một cái bài. Thật chất cái này phải là làm liên tục có một tuần mới hết đó, nhưng mà ở đây mình làm cơ bản thôi đúng không, mình chỉ cần làm một một ngày thôi, một buổi thôi, một tiếng rưỡi thôi ha, mình sẽ đi qua mấy phần chính, nội dung chính của mình thôi, chứ mình không có xài hết cái Inkscape thì nó cả một cái môn học luôn mà mọi người ha. Rồi bây giờ câu hỏi, học môn này để làm chi, quá trời hình luôn, học để làm gì đúng không, học để làm gì đó, câu hỏi đặt ra cho cái môn này đó, cái mục tiêu mình học để làm gì đó. Thì mọi người nhìn vô trong cái bảng này, mọi người nhìn đi, ở đây á, mình có 4 group, group A, group B, group C, group D đó, nhìn vô cái data giống vậy đó, nhìn vô nhìn, tôi nghĩ là mọi người nhìn cũng muốn chóng mặt với tôi luôn á, cũng không thấy là có cái ý tưởng gì phân biệt giữa cái group A, group B, group C, group D đó. Nó nói lên cho mình cái ý gì trong cái hình ABCD khi mà mình có cái data như vậy đúng không, không biết đó, ai ở đây chắc là chuyên môn cao lắm thì mới nói lên được cái thông tin, chứ còn tôi nói thì tôi nhìn cái này thì giống như là quả táo rụng của ông Newton, thì tôi chỉ ngồi ăn quả táo chứ không biết đó là khám phá ra cái luật định luật vạn vật hấp dẫn đúng không, đó mình không biết ha? Không biết ở đây mọi người có ai nhìn ra được cái này không ha? Chứ bản thân tôi thì tôi không nhìn không ra đó, bởi vậy mình phải cần visualize nó lên đúng không, mình visualize nó lên. Thì đây là cái hình group A, group B, group C, group D đó, mọi người nhìn vô trong đây thì mọi người thấy làm sao, mọi người nhìn vô khi mà visualize chụp x chụp y lên đó, ở trên đây là data là chụp x chụp y đúng không, vì tôi visualize nó lên chụp x chụp y đó, thì mọi người nhìn thấy làm sao, thấy rõ ràng là nếu mà mình tính á, cái Pearson correlation đó đúng không, thì cái này á, nó cũng ra tất tần tật bốn cái này, nó ra Pearson correlation giống nhau hết đó mọi người, thiệt mọi người không tin, mọi người lát Thiên ơi em đưa data cho mọi người ha, để mọi người lấy cái data vào. Thiên ơi em có đó không, ủa Thiên nó không có vào hả ta, rồi rồi. Thì cái data này nếu mà tôi tính Pearson correlation giữa x với y đây của group A, x với y của group B, x với y của group C, x với y của group D, thì nó cho ra Pearson correlation của bốn cái này bằng nhau hết. Ờ, nhưng mà khi vẽ ra thì mọi người thấy chỉ có cái này nè, nó thật sự là correlation thôi. Còn cái này á, nó theo cái hàm gì đó, đúng không? Mọi người thấy không? Nó theo cái hàm gì đó. Còn cái này á, thì là nó không thay đổi, đúng không? Chụp x nó không thay đổi. Còn cái này nó có một cái outlier, đúng không? Tức tần tật cái này nó nằm ở trên một đường, một cái đường thẳng thôi, đúng không? Đó, bởi vậy là không visualization đó, mình không thấy được cái data của mình sao hết đó. Mình chỉ dựa vào một cái con số, nó tổng kết lại nguyên cả một cái data luôn như vậy, rất là nguy hiểm. Ha? Phải nhìn thấy được thì mới dám kết luận, chứ đừng có dựa một cái con số summarize lên mà mình kết luận, không được đâu. Ha? Bởi vậy là data visualization đó, nó giúp cho mình có thể hiểu được cái data của mình, và mình từ đó mình có thể kết luận, đúng không, đi một cái bước tiếp phân tích như thế nào ha? Cái đó là một cái ví dụ ha? Rồi còn một cái ví dụ khác ở đây là thí dụ như người ta về cái trend ở trong cái sale đó của tất cả các cái quý, từ quý 1 đúng không cho tới quý 4 của những năm 2013, 2014 cho tới 2016 ví dụ vậy đó, thì người ta coi thử coi là cái furniture hay là cái office supply hay là technology á, nó phát triển đúng không, đó theo cái định hướng như thế nào đó, vậy đó. Thì người ta nhìn vô trong đây thì người ta, nếu mà cho mọi người cái bảng này nhìn á, trời đất ơi, nhìn muốn lòi mắt luôn á, con số không đúng không, đó thì mình khó lòng nào mà mình thấy được cái trend đi của nó đúng không, cái hướng phát triển của nó ha, đó. Nếu mà vẽ ra theo thời gian như vậy đúng không, thì rõ ràng mình thấy cái trend đi của nó rất là rõ ràng ha, đó. Rồi
Thì ở đây là cái lý do mà mình học cái data visualization của mình đúng không? Hiểu, nhìn vô cái bảng khó lòng nào mà cái bảng của con số khó lòng nào mà mình có thể kết luận được, hoặc là mình có thể phân tích tiếp tục, hoặc là mình đi đến kết luận nào đúng không? Mình vẽ ra xong sau đó mình mới bắt đầu tính toán đúng không? Tính toán p-value, tính cái một cái t-test hay là cái gì đó đúng không? Thì lúc đó mình mới kết luận được đúng không? Đó chứ còn mà nhìn vô con số khó lòng nào ha? Đó. Đó là cái lý do mình học cái môn bữa hôm nay. Đó. Ngoài ra thì rõ ràng là thí dụ như tôi sử dụng cái neural network hay là cái deep learning đúng không, để giúp cho tôi có thể phân biệt được cái nào là cái tumor, cái nào normal, thí dụ như vậy đúng không? Đó thì tôi ra được cái model và tôi biết test nó chính xác. Nhưng mà có một cái là tại vì mình sử dụng nguyên cái slide của mình bự mà mình không biết được là nó sử dụng cái chỗ nào, cái vùng nào đúng không, để mà có thể phân biệt được cái đó là tumor với normal đúng không? Đó mình không biết đó. Bây giờ mình phải vẽ nó ra đúng không? Đó mình mới biết được là nó lấy cái feature đó, và feature đó là feature gì đúng không? Đó và cái feature đó nó mới tạo ra cái decision boundary như thế nào đúng không? Đó chứ còn mà mình không vẽ ra, mình không visualize lên, khó lòng nào mà mình có thể phân biệt được ha? Đó có nghĩa là không biết nó tự nhiên làm sao mà nó phân biệt được normal chưa ngờ. Nó tại ví dụ như cái vùng này đúng không, giúp cho nó là cái chỗ đó là cái score của cái tumor nó cao, ví dụ như vậy đúng không? Đó thì nó giúp cho mình giải thích được đó mọi người ha. Thì cái này nó còn phải đi thêm một bước nữa, mình làm ra được rồi nhưng mà mình giải thích được nó cũng cả một cái vấn đề. Ví dụ như đây nè, ở đây mình sử dụng nhiều cái phương pháp khác nhau đúng không, mình có nhiều cái boundary khác nhau đúng không? Đó ở đây ví dụ mình có ba lớp, là một cái nó là cái normal healthy, một cái là ejection normal đúng không, và một cái là tumor, ví dụ vậy đó đúng không? Thì nó giúp cho mình phân biệt được nhưng mà phương pháp khác nhau đó, thì nó sẽ cho mình cái boundary khác nhau, cái decision nó khác nhau đúng không? Đó nếu mà mình không vẽ nó ra mình đâu có thấy, mình đâu có hiểu được đúng không? Đó thì vẽ nó ra nó giúp cho mình hiểu được là tại sao nó giúp cho mình phân biệt được ha. Đó thì phải vẽ mới được. Rồi như vậy là tôi đã nói 30 phút ha cho cái phần mà giới thiệu tại sao mình học cái môn này, cũng giống như giới thiệu lại mấy cái hình cơ bản ha. Rồi bây giờ mình vô mình chọn ha mọi người ha, mình vô mình chọn cái đồ check ha. Dĩ nhiên là tôi liệt kê ra cái đồ check trước rồi xong xuôi rồi á, mọi người sẽ chọn ha. Rồi ở đây là ví dụ như là tôi đã đánh tên của Giang vào ha, trong cái sau khi mà tôi dạy bốn bài đó, bốn bài hoặc là năm bài trước á, thì tới cái bài số 6, bài số 5 hoặc bài số 6 á, thì Giang sẽ là tiếp tục ha, tại Giang muốn là lúc nào Giang cũng là bắt đầu tiên đó. Rồi thì cái phần mà bắt đầu tiên thì mình có là cái regression pie chart đúng không? Đó mình visualize nó ở trong cái cuốn sách ở đây á, tôi viết tắt chữ cái chữ HDV ha. Cái chữ HDV ha mọi người ha, là cái cuốn sách này được không? Còn cái chữ VD là cuốn này ha. Đó thì nếu mà có video kèm theo, còn cái này tôi để nguyên cái link luôn, tại cuốn sách này nó online á mọi người, nên tôi để nguyên link như luôn. Thì tới tầng tập có sách dở hết nha mọi người, chứ không phải như là kêu mọi người soạn cái gì mà mọi người không biết đâu, không có, có sách vở đưa đàng hoàng đó. Mã cuốn đó từ năm 2008 rồi, bởi vậy mọi người là bây giờ vượt xa kiến thức của nó, mọi người đọc sẽ rất là dễ hiểu, không có vấn đề gì nữa ha. Thì Giang sẽ làm cái phần regression với lại cái RMSE, tại vì cái measurement cho cái regression là sử dụng cái RMSE ha. Còn Thiên sẽ làm cái logistic regression ha, và cái rocker, cái AUC ha, vẽ hai cái plot này ra ha. Ở trong đây thì trong đây tôi đưa cái link sẵn rồi ha, đó nó có thông tin sẵn đó. Rồi xong kế tiếp rồi á, thì sẽ Thông ở đây thì trước Thông có đăng ký với tôi là Thông muốn vẽ mấy cái toán học á, mấy cái hàm toán học mà có thể động được ha, cái animation với lại cái interactive ha, toán học với gì kèm theo mấy cái bắt kịch này
thì thông nhỏ sẽ làm phần này. Ai đăng ký cái nào trước rồi thì tôi để tên của người đó vào. Rồi phần mà map với location thì không biết có ai đăng ký hay không. Time series nè, hồi nãy cũng giới thiệu cái time series rồi. Rồi cái connection với lại correlation, hồi nãy mình cũng coi cái correlation ở trong cái Anscom One Test rồi. Rồi xong sau đó rồi á thì Kim Cương sẽ tại vì Kim Cương học với tôi là hai lần luôn á mọi người, về vẽ cái box plot, histogram, density, violin, rồi scatter plot, rồi dot plot, rồi shifter, rồi mấy cái variant của mấy cái plot này, rồi ba plot, rồi pie plot, rồi water plot, Kim Cương sẽ đảm nhận phần này. Được không Kim Cương? Dạ được ạ. Rồi. Ôi, nãy sorry tôi quên hỏi Giang, em ổn với phần này không Giang hả? Dạ, em ổn mà có cái thắc mắc là những cái router với cái IUC để em làm đúng không thầy? Không, em chỉ cần làm cái phần đầu này thôi, còn cái phần phía sau này là Kim mới làm, được không? À, tại vì bên mình khi lên đen đó là em làm hai cái đó đó thầy. Em làm công việc làm reduction xong rồi cái router với cái IUC để em làm. Thì mình cái giữa nên nghĩ là nó sẽ kiểu làm giống luôn đó thầy. Để cho nó thuận tiện hơn. Rồi, nếu mà em muốn, nhưng mà thật chất ra là trong cái regression bypass này nó là cả một cái chương này rất là dài á, tại tôi đọc rồi tôi biết là nó nhiều thứ trong đây lắm em, chứ không phải chỉ có một số thứ là regression trong đó không đâu. Nó bao la vùng trời lắm luôn á, nhiều lắm á, 30 mấy trang luôn á. Dạ, nhưng mà nghe chắc để em làm luôn á thầy, để cho nó theo phần cho nó rồi tiện. Rồi rồi như vậy là em muốn làm luôn ha. Ok, dạ cho nó giống bên kia đi. Cái phần này bên này mà nó giống giống bên kia thì lại cứ ghi tên lên. Ừ, rồi. Tôi thì happy thôi, không có vấn đề hết. Rồi. Rồi Hoàng thì giúp tôi vẽ cái Venn diagram với lại so sánh với offset plot ha, rồi heat map so sánh với lại cái parallel plot ha, forest plot so sánh với cái matrix plot ha. Hoàng được không Hoàng? Dạ, dạ được thầy. Rồi, xong xuôi rồi cái binning với contour plot hồi nãy ha, với lại cái mình học cái gradient descent để cho cái machine learning của mình mà. Đó, bởi vậy là mình cũng phải vẽ với cái plot đó ra ha. Rồi. Rồi cái project số 2 nữa là volcano với MA plot này thì chưa có ai thì có ai thì cứ nhận vào ha. Rồi, xong rồi á, thì do trường với lại Phú á, bên kia làm tree nè, ha, decision tree nè, với lại random forest nè, với lại boosting chỗ này kia nữa. Bởi vậy là tôi để cái tên trường với Phú vào chỗ này. Em thấy ổn không trường? À, dạ được thầy. Ờ, có sách dở hết trơn rồi em. Ha, đó, bên dạ, kia dạ. Sao thì bên đây em chọn vậy. Ha, rồi, Xuân. Xuân với lại Minh á, ông Minh bữa nay có vào không? Minh ơi. Dạ có em thầy. Rồi thì em làm cái clustering này với lại Xuân ha. Được không em? Hả? Dạ được thầy. Rồi á, Thịnh thì làm cái smoothing đúng không? Tại vì Thịnh làm machine learning bên kia là cái chọn cái B-spline đúng không? Đó bởi vì là Thịnh em được cái phần này không Thịnh hả? Rồi chắc Thịnh không có vào đây. Rồi cái parallel plot ở phía trên của mình đó ha, với là cái dimension data thì ở đây không biết là có ai muốn chọn hay không. Rồi cái matrix visualization với lại visualize cái contingent table ha. Rồi cái survival, cái cấp danh major plot, đúng không? Cái network với cái rap thì có Giang làm thêm một cái phần này nữa. Hai Giang ha? Tại vì tôi với em đã làm hầu như là bên Python là tụi mình đã làm hết trơn cái tình tập cái network, cái rap rồi. Đúng không em? Em chỉ soạn nó lại cho nó ngay ngắn thôi là được. Với lại bên kia mình có học cái Bayesian Data Analysis đúng không? Thì bên đây mình cũng visualize nó luôn. Ha? Rồi, cái project số 3 thì mình có là cái dashboard. Đúng không? Thì trong đây là có video dashboard, rồi có cách làm một cái ví dụ cho cái dashboard nhỏ nhỏ thôi, 2-3 hình thôi, chứ không cần phải nhiều. Đó, rồi xong xuôi rồi, ở đây Hiệp sẽ giúp tôi làm về cái QPath.
thì trong đây là có hết video, có book, có sẵn hết rồi. Và Hiếu sẽ làm cái QPath tutorial 1, hiểu ha? Với lại convert cái image từ cái convert cái image thành cái matrix, cái con cái ma trận ha, được không Hiếu? Nhìn được ạ. Rồi. Rồi Quốc Thanh sẽ làm cái QPath tutorial 2 cho cái IHC analyst ha. Thì đây có sẵn hết rồi ha. Rồi, Trung ơi, em giúp tôi làm một cái project, cái trong đây người ta sử dụng cái Chameleon 16 data training này nè. Người ta convert nó lại xong xuôi người ta plot cái training testing accuracy plot nữa này kia ha. Thì khi mà mình học hết bên cái machine learning kia rồi đó thì mình sẽ hiểu được là người ta sẽ convert cái data như thế nào, đúng không? Cái format như thế nào đó để người ta bỏ nó vô trong cái machine learning. Em làm phần này được không Trung? Dạ được. Rồi học rồi. Bên kia cũng học đến cái này rồi mấy đúng không? đúng rồi em. Cái này là sử dụng A luôn hay là gì anh? Không, nó sử dụng cái web tool, nó là một cái tool khác để nó convert mấy cái data format thôi chứ không phải là gì hết. Tại vì bây giờ mình muốn làm, hồi xưa thì mình làm bên SQL thì mình quen mấy loại data format bên SQL rồi đúng không? Còn bên đây là nó data format nó hình ảnh mà. Đó, chuyển qua chuyển lại như thế nào. Yeah, okay. Thì đây nó có video sẵn hết rồi, em chỉ ngồi coi thôi rồi em làm lại nữa thôi. Chứ không có gì hết. Cái data này là nó có sẵn ở trên đó rồi đấy em, cái training set nó có sẵn rồi. Đó, người ta làm người ta cũng dựa trên một cái public data có sẵn rồi. Đó, mình chỉ thao tác lại thôi. Được không em? Ha? Okay. Rồi Thịnh, tại Thịnh làm với tôi cái Shiny app rồi với cái Plotly là Thịnh cũng biết rồi. Bởi vậy là phần này nhường cho Thịnh. Rồi, xong xuôi rồi tới cái Inkscape ha, cái phần này khá là dài. Đó, nhưng mà mọi người xem bên cái chỗ này nè, mọi người tóm lại khoảng 1 tiếng rưỡi thôi là được. Chứ không cần phải làm hết tới tần tật đâu. Tóm lại cái phần quan trọng thôi. Ha? Đó. Chứ không cần phải đi vào chi tiết từng cái giống như cái tutorial của người ta từ mấy tuần lần thì mình không cần phải như vậy. Thì em nói cái Inkscape cũng được, em đang dùng cái đấy. Em muốn nói cái Inkscape hả Thịnh? Vâng. Ok, em vậy là khá lâu. 19 với lại 24 đúng không? Rồi. Cảm ơn Hiệp. Rồi, có ai muốn làm cái C code hay không ha? Rồi còn cái raw cell này thì tôi để Trường vào, em thấy ổn không Trường? Cái R bắt kịch, ổn phải nói R bắt kịch nó một cái tool giống như R. Dạ. Yeah. Rồi. Mọi người xem lại, tôi sẽ gỡ cái này cho mọi người ha, để mọi người chọn, chọn liền bây giờ đi ha, tại vì mai mốt mình học á, mình sẽ dành thời gian ra mình xem ha, mình còn tới 6 tuần. 6 7 tuần để mình chuẩn bị ha. Đó bởi vậy là mình bây giờ mình chọn ngay và luôn đi để cho mình khỏi phải lo lắng lăn tăn, đúng không? Đó. Tới, với lại tới phần nào tôi sẽ nói với người đó, ừ tôi dạy tới phần này là kêu người đó để ý phần đó, hiểu không? Đó, tôi nhớ người nào làm cái nào á thì tôi kêu nó dễ hơn đó. Còn nhiều thứ lắm nha mọi người, nhưng mà tôi bỏ bớt đó mọi người, chứ thật chất ra là nó rất là nhiều thứ á. Ở trong này rồi tôi chiếu lại nha mọi người, chiếu lại mấy cái đồ check ở đây. Mỗi người chọn hai cái đi ha, đó cho nó vui vui, làm cho nó vui. Okay. Thầy cho em cái số 17 với cả cái 25 ạ. Ok. Ai chọn trước thì được trước nha, first come first serve nha. À chứ em chọn cái volcano nữa thầy. Ừ. Mình khôn quá ha. Rất là khôn luôn, cái đó ngắn gọn.
Rồi. First come, first serve nha. Thầy cho em cái survival analysis đó thầy. Là số mấy vậy? Em ở đây nè, đúng rồi. Đúng rồi, số 5 dạ. Ừ. Rồi. Với lại em đang suy nghĩ cái dashboard mà không biết cái đó nó khó làm không á, tại em thấy nó cũng hay. Nó khó đó, nó không dễ đâu em. Có, không biết có ai làm chung của ta. Nhưng mà nó có tutorial, mình cứ làm theo nó thôi em. Đó. Ừ. Nhưng mà nếu mà setting up cái server cho nó thì có, chứ còn cái này mình làm trên máy thì mình luôn không khó mấy đâu. Tôi nói sợ cho mọi người sợ đó. Chứ thật chất ra nếu mà mình làm trực tiếp trên máy của mình luôn á, có nghĩa là coi cái laptop của mình là server của mình luôn á, thì nó không khó. Đó. Nó khó là mình set up server xong xuôi rồi. Mọi người biết cái dashboard là ví dụ như tôi ở đây tôi vẫn xem được cái dashboard, hoặc là mọi người ở Việt Nam vẫn xem được cái dashboard đó, nó với một cái trang web gì đó. Thì cái đó nó hơi khó, nhưng mà mình làm cho mình xem á thì không vấn đề gì hết, không khó. Rồi. Dạ thầy ơi, cho em với bạn Cương đăng ký 3 với 4 á thầy. À, 3 với 4 luôn hả? Dạ, cái 4 khó không thầy? Không 4. Thôi 3 thôi, hai đứa làm thêm cái 3 này đủ rồi. Dạ. Dạ thầy ơi, cho em xin làm thêm cái 13 nữa. Xuân chọn cái này cũng ngon đó em. Ngon. Dạ. Em cũng chưa biết nó là gì, nhưng mà thấy gần em chọn thôi. Không, như vậy là cái đó là ngon đó. Rồi. Còn có ai chọn gì nữa không? Dạ thầy, cho em xin chia cái một với bạn Giang được không thầy? Như ban đầu thì có show quá thầy. Dạ, tại vì bên kia em có làm logistics regression. Đúng rồi thầy, ý là chia là cái số 1 là em làm, cái số 2 Xuân bỏ thêm làm, cái số 3 em mới làm là giống bên kia. Là em làm multiple regression, với simple regression, với cái locker, với ABC, còn cái logistics là thiên ngoài. Tại biết sao không? Cái regression đó thì mình measurement đó, có nghĩa mình so sánh đó, thì mình sử dụng cái RMSE. Chứ còn logic cái regression thì nó là classification mà mình sử dụng proper. Em hiểu không? Hai cái này nó phải đi chung với nhau. Có nghĩa là hai cái đầu tiên này nè là phải đi chung với nhau. Hai cái kế tiếp này nó đi chung với nhau mới được. Chứ cái proper làm sao mà measurement cái regression của. Dạ. Ờ vậy Giang làm hai cái đầu, tôi làm hai cái sau được không Giang? À được, không phải là tại bên kia nó vậy bên kia sao ta? À, bên kia có gì mình chia lại cũng được, tại bên kia tôi thấy Giang đúng rồi, đúng rồi. Nghe vậy chắc chia lại luôn để làm cho nó giống nhau, nó dễ chung được. Dạ, với cho em xin cái số 8 luôn nha thầy. Không, em số 5 đi. Em số 5 đi. Dạ, em tại cái tính con... số 5 hoặc số 8 hay không? Chọn số 8. Dạ, với số 5 được. Tôi dạy em cái phần này rồi, bởi vì là tôi thấy em số 5 hợp đó. Dạ. Số 8 hơi khó, không có dễ đâu. Rồi. Như vậy có ai số 8 không? Có ai thêm không? Em tính nói là số 8, nhưng mà thầy nói xong cái thầy vui. Thầy em không. Làm cái số 8 được không thầy? Được, Giang làm số 8 thích hợp đấy. Được đấy. Thầy nghĩ cái 3D chắc là definition enhancer rồi con tơ, với lại cái chia fraction chắc 3D được. Tại biết sao em làm cái multiple regression, thí dụ nó có hai biến á, thì vẽ cái này
là vẽ hai chục được rồi, hoặc là ba chục thì cái này là được, nó hợp với cái này. Rồi bây giờ mình chỉ còn có cái này, matrix visualization, với lại thực chất cái này nó là heat map đó mọi người. Cái matrix mình visualize cái matrix của mình dưới dạng heat map mà, đúng không? Đó, bởi vậy là cái này nó không khó khăn đâu. Để tôi chọn ngay, tôi tặng cho người đó thôi. Bác ơi, bác, trời đất ơi, bác ơi. Dạ. Em không nói gì hết. Em cũng chưa biết chọn cái nào, em cũng định là chọn đây. Rồi, em có cái rồi đó. Dạ, vâng ạ. Cái dashboard thì không có hợp cho em lắm. Để tôi chọn. Hiếu ơi, em làm cái dashboard được không Hiếu? Dạ, dạ để em thử tìm hiểu rồi, đừng thấy VR còn chưa biết như nó, nhưng anh dành thời gian ra để tìm hiểu. Ủa dạ. Mà cái dashboard này tôi nghĩ mấy người công nghệ thông tin là phải rành lắm luôn á, chứ chưa gì đâu, đúng không? Dạ, để chắc em nhận được rồi. Rồi, nếu mà em có Windows thì em sử dụng cái table view ha. Còn nếu mà em không có Windows thì em sử dụng cái này, nhưng mà tôi nghĩ là em nên sử dụng cái Windows đi đối với cái dashboard này cho nó dễ. Em ha. Thì nó không khó đâu. Ừ. Rồi, vậy là mình liệt kê lại một lần nữa ha, coi thế nào. Thông nhỏ với lại thịnh không có đây thì còn cái time series nữa. Thiếu cái time series nè, để tôi nhìn vô ai. Ai nãy giờ chưa có gì hả? Xuân rồi, Minh rồi, Thiên rồi, Quốc Thanh rồi, Bắc Tâm rồi, Phú rồi, Kim Cương rồi, Hiệp rồi, Trung ơi, em làm cái time series thêm một cái nữa là hai cái được không em? Dạ được. Rồi. Cái này là mỗi tuần là mình đi một cái anh. Đúng rồi. Giống như chia thời gian ra thì nó cỡ như vậy á ha. Nó đi theo trình tự 1 2 3 4 luôn đúng không? Đúng rồi. Thì nếu mà mình có thay đổi á, ở đây cũng nói là nếu mà mình cảm thấy mình làm không kịp thì mình nói với bạn của mình thay đổi với mình lên phía trước ha. Cái đó là ở đây mình viết tên với nhau hết rồi đúng không? Bởi vì là mình có thời gian mình negotiation với bạn của mình, mình thay đổi qua thay đổi lại được không mọi người ha? Đừng có tí nữa anh fill out hết tên rồi anh gửi lại cái bản cuối cùng. Để anh gửi liền, để anh kiểm tra lại cái này. Dạ khoan thầy ơi, mình quên mất một người. Ai vậy? Nhường lại. Nhưng mà lại không có machine learning. Có nghĩa là phải lựa cái nào mà nó không có liên quan tới machine learning mà nó như vậy cho nhường cái này đi là vừa. Time series thì nghĩ chắc là không liên quan đúng không? Đúng rồi, không liên quan. Rồi, nhường có GA không em? Dạ sao thầy? Tên của nhường có G đúng không? Vâng, dạ. Vâng, có thể nhường nhịn ấy ạ, vâng. Rồi, như vậy thì rồi. Thì thật chất ra là có những cái nó hơi dài, như là cái Inkscape nè. Đó thì nó hơi dài một tí xíu, đúng không? Đó, còn mấy cái Shiny app này chỉ giới thiệu cho mọi người biết thôi, cũng không cần phải làm cái gì nó cao siêu, bởi vì là mỗi phần á thì nhưng mà cái chẳng hạn như là cái mấy cái tutorial, cái QPath này nè, nó cũng hơi dài á mọi người ha. Đó, bởi vậy là Hiếu với Quốc Thanh thì chuẩn bị thì gom nó lại ha, không cần phải đi chi tiết đâu, có nghĩa là mình lựa cái nào mà mình cảm thấy nó quan trọng á, đó thì mình nói bỏ vào ha. Đó.
nhưng mà có sẵn tài liệu hết rồi, bởi vậy là coi xong một lượt xong xuôi rồi làm cho nó ngắn gọn lại đúng không, chọn cái nào mà mình cảm thấy quan trọng nói ra người ta dễ. Chứ thật chất là thí dụ như trong cái phần mà why do we visualize data đổ này kia nó dài lắm mọi người đó, nhưng mà tôi cũng gom lại hai cái ví dụ ba cái ví dụ vậy thôi đúng không đó, chứ đâu có thời gian đâu nào mà nói tỉ mỉ tẩn mẩn từng cái đúng không đó. Bởi vậy là mình soạn thì mình gom nó lại nhưng mà phải đủ ha, đừng có bỏ qua nhiều quá. Rồi tôi sẽ gửi lại mọi người cái slide này ha, với lại cuốn sách, mấy cuốn sách để cho mọi người có thời gian. Rồi, tôi đã upload lên hết mấy cái này rồi. Xong xuôi rồi, Giang sẽ giúp cho tôi chuẩn bị cái Dropbox lại em ha. Rồi, như vậy thì cái setup đây nói lại một lần nữa, tôi sẽ dạy 5 bài đầu tiên ha. Thì mỗi lần tôi nói cho cái phần ổ 4 bài đầu tiên chứ sorry. Thì trong đó tôi sẽ nói với hồi nãy gì đó, tôi đưa cho ví dụ đúng không, xong xuôi rồi tôi sẽ có bài tập ở trên lớp đúng không, và tôi có bài tập về nhà nó gì đó, thì bài tập nó cũng là vẽ rồi so sánh thôi, chứ không có gì là cao siêu hết ha, với lại cứ đưa cái data để mọi người tập vẽ đó. Thì với lại chẳng hạn như mình làm data convert ví dụ vậy đúng không, tôi đưa cái data như thế nào mà mọi người convert lại ha, thì mọi người ở đây đọc bài soạn bài thì cũng làm tương tự với tôi giống như vậy đúng không, có nghĩa là ví dụ như tới bài thứ năm là tới Giang thì Giang cũng chuẩn bị là cơ bản về mặt lý thuyết đúng không? Đó là trong cái redaction đó nó có những cái gì đúng không? Rồi tại sao mình vẽ cái plot đó đúng không? Cái plot đó thì làm sao mình vẽ được đúng không? Mình trả lời mấy câu hỏi như là what đúng không? Rồi how đúng không? Làm sao mình vẽ được, và mình có cái tutorial có nghĩa là cái code đó, cái script đó, ha, để mình vẽ. Đó, và cái data kèm theo, và tương tự như vậy thì đưa bài tập về nhà tương ứng với lại những cái, có nghĩa là bài tập về nhà nó làm giống như bài tập trên lớp thôi nhưng mà nó là một cái data khác vậy thôi đó, đó chứ không cần phải làm khó khăn được thêm đó. Rồi thì vậy là xong cái bài của buổi hôm nay đúng không, đó mình làm cỡ một tiếng như vậy, bữa nay bữa đầu tiên đó. Xong sau đó rồi á, là buổi sau thì mình làm hơi dài hơn một tí xíu ha, tại vì mình có tương tác trực tiếp ở trên lớp luôn ha, còn bữa nay thì mình chỉ hiểu với là mình phân công công việc thôi. Rồi như vậy thì có ai hỏi gì không mọi người? Hello, có ai hỏi, có ai muốn đóng góp gì thêm, cảm thấy được là